Tại tỉnh Nghệ An, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thời tiết khắc nghiệt, mùa nóng kéo dài trong 4 tháng, có thời điểm được ghi nhận là địa phương nóng nhất cả nước với mức nhiệt trên 44 độ C. Chính vì vậy, Nghệ An đang tích cực triển khai các dự án hỗ trợ nông dân thích ứng với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Nhiều mô hình thành công đã góp phần giúp cho bà con nông dân giữ được sinh kế, vượt qua nỗi lo sợ mất mùa phụ thuộc vào thời tiết. Hai khu chuồng trại có diện tích hơn 2.000 m2 với gần 11.000 con vịt. Nếu chăn nuôi theo phương thức truyền thống thì hộ gia đình này khó có thể phát triển được quy mô như thế này. Hiện tại trên điện thoại tôi hiển thị nhiệt độ tại địa phương là 39 độ C. Tuy nhiên với những kỹ thuật làm mát tại đây thì luôn đảm bảo nhiệt độ môi trường trong chuồng trại thích hợp cho các chú vịt sinh trưởng. Cách làm của ông Vân là bơm nước chảy qua các tấm làm mát bao xung quanh chuồng. Sau đó được thu về bể và tiếp tục được bơm trở lại tấm làm mát và phun tưới trên mái. Mình làm chủ được cái nhiệt độ, nó đảm bảo được số đầu con không bị háo hụt, trắng trong tốt, nên nó lợi nhuận hơn cái cách nuôi truyền thống. Còn ở huyện vùng cao như Quỳ Hợp, thời tiết và thổ nhưỡng kén cây trồng, rất nhiều hộ đang được khuyến khích chuyển đổi, trong đó hướng đến các loại cây dược liệu. Trồng keo thì nhớ đây 7 năm thì mới được 20 tấn thì tương đương 20 triệu đó. Mà đây thì mình chuyển sang trồng cây dược liệu thì có một năm có được 30 triệu rồi. Số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An cho thấy, 10 năm trở lại đây, diễn biến của biến đổi khí hậu tại Nghệ An ngày càng biểu hiện rõ nét. Để tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng, nhiều đề án thích hợp với biến đổi khí hậu đã được triển khai, khuyến khích các hộ dân thay đổi mô hình canh tác, nuôi trồng. Điều kiện khắc nghiệt như vậy thì Ủy ban tỉnh, Sở Nông nghiệp đã triển khai cái đề án và đến các địa phương. Và các địa phương trực tiếp đó là hướng dẫn cho bà con quy trình chuẩn, các hộ nông dân có thể tiếp cận và áp dụng vào quy trình được nhanh hơn. Các mô hình thành công là động lực để khuyến khích các hộ dân thay đổi phương pháp canh tác để thích ứng với biến đổi khí hậu. Hiện nhiều địa phương tại Nghệ An cũng đang đồng thời triển khai công tác tuyên truyền, thúc đẩy tín dụng chính sách xã hội để người dân mạnh dạn áp dụng khoa học khuyến nông thích hợp với môi trường cho năng suất cao.